Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 3, tỉnh Long An tổ chức cho đoàn cán bộ y tế Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đến thăm và tìm hiểu một số di tích lịch sử và địa điểm tham quan trong tỉnh. Đây là một món quà tinh thần, một lời cảm ơn đặc biệt của tỉnh Long An đối với các cán bộ y tế Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã cùng chung tay góp sức cùng Long An đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua. Thời gian khó khăn nhất của công tác phòng chống dịch COVID-19 đã qua và ngày gặp lại hôm nay tại Long An, đoàn cán bộ y tế Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã không còn phải làm nhiệm vụ đầy chăn lao khi tham gia vào cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Thay vào đó là những tiếng cười, một niềm hân hoan của đoàn khi chứng kiến tỉnh Long An phục hồi và phát triển nhanh chóng sau thời gian trải qua dịch bệnh. Hôm nay thực sự là rất cảm xúc khi mà quay trở lại Long An, một tỉnh miền Nam và một vùng quê hương cách mạng. Hôm nay chúng tôi cũng được đi thăm tượng đài Long An Trung Dũng Kiên Cường và chuẩn bị bước vào để thăm tượng đài. Thực sự tôi rất là xúc động bởi vì là lần đầu tiên được nhìn thấy Long An trong một bộ mặt mới. Dân thì đông đúc và thành phố thì rất là đẹp. Đặc biệt là đợt này chúng ta gặp nhau không phải đeo khẩu trang nữa. Trước đây tôi đến đây thì chỉ nhìn thấy đường và không thấy người. Còn bây giờ đã thấy tất cả những cái cảnh đẹp của Long An, tôi rất là vui. Trong niềm vui của ngày gặp lại, đoàn đã đến viếng và thắp hương tại công viên tượng đài Long An Trung Dũng Kiên Cường toàn dân đánh giặc, phường 5, thành phố Tân An và khu di tích lịch sử Dàm Chực Tảo, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ và viếng chùa Pháp Minh. Đây là ngôi chùa cổ tọa lạc tại ấp Dột Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. Chuyến đi này không chỉ góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa các cán bộ y tế giữa hai tỉnh, mà đây còn là món quà tinh thần, một lời cảm ơn đặc biệt của tỉnh Long An đối với các cán bộ y tế Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Những gương mặt thân quen ngày đó vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của của bản thân mình nói riêng và đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nói chung. Thực sự xúc động và hôm nay có dịp quay trở lại Long An, được đi thăm một số cảnh mà trước đây đoàn cũng chưa có dịp được đi, thì thấy Long An thật là đẹp với rất nhiều cảnh sắc và con người ở đây thì thân thiện, đời sống kinh tế thì đã phát triển hơn rất là nhiều. Và bản thân mình cũng rất mong muốn là sẽ có nhiều dịp hơn nữa để quay trở lại Long An. Xin chúc cho các cán bộ y tế Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên luôn khỏe mạnh, tận tâm và cống hiến hết mình cho sự nghiệp của ngành y tế. Và ngày gặp lại còn là cơ hội để chúng ta, Long An, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cùng nhau tự hào về một tỉnh Long An, Trung Dũng, Kiên Cường luôn vững vàng tiến về phía trước.